Ministries and sectors, including the representative of the Communication and Education Commission under the party. Tài liệu này được các nhà sử học người Pháp và Bỉ đánh giá là có giá trị khoa học và pháp lý rất cao trong việc khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau đây, xin trân trọng kính mời giáo sư Nguyễn Quang Ngọc lên giới thiệu tóm lược về giá trị của bộ Atlas Thế giới Ruxelles 1827. Bây giờ thì tôi xin nói một chút về cái quá trình và nghiên cứu và tìm kiếm cái bộ bản đồ này. Nhờ có thông tin từ nghiên cứu sinh của tôi, chị Nguyễn Thị Hải, như là các vị đã biết, ở Đại học Paris 7, thì chúng tôi có được những cái thông tin đầu tiên về cái tấm bản đồ mà chúng ta vừa mới giới thiệu, hay là cái bản đồ Regiana đầu thế kỷ thứ 19 thì cũng rất rõ cái đường biên giới đây, không có một chút nào xuống dưới đây. Đây là khu vực Hoàng Sa, hoàn toàn không có một chút nào. Nothing in the south. Bộ Atlas Thế giới của Philippe Vandermaelen nói chung và cái tấm bản đồ cô Chinchilla nói riêng đấy là xét trên mọi khía cạnh đấy, thì đều có thể coi đấy là một cái tài liệu vô giá, không chỉ giúp nâng cao cái giá trị khoa học chuẩn mực của công cuộc tuyên truyền giáo dục về chủ quyền biển đảo, mà còn là bằng chứng hùng hồn, đích thực và hiệu quả, có giá trị pháp lý quốc tế cao cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Việt Nam chúng ta. Phải nói là đây là cái bản đồ vẽ rất chính xác, cái đảo Chi Tôn như vậy, rồi dưới cái đảo Chi Tôn như vậy. Phải nói rằng là các cái khu vực này đã được thể hiện một cách rất chính xác như vậy. Thì khi mà chúng ta công bố cái bộ bản đồ này, trong cái khi mà Trung Quốc đặt giàn khoan vào đúng cái vị trí mà có thể nói là đấy là chủ quyền của Việt Nam, đấy là thuộc phạm vi chủ quyền của Việt Nam, thì phải nói rằng là chúng ta càng có cái cơ sở, cái lịch sử và cơ sở pháp lý để mà chúng ta đấu tranh đến cùng, để làm thế nào đó đấy bằng mọi cách. Và phải nói là dựa trên cái công ước quốc tế, luật pháp quốc tế, và chúng ta phải tìm cách để mà đề nghị họ là họ phải rút ra khỏi cái vị trí mà cái đó không phải là của họ, cái đó là của chúng ta. Còn họ cứ nói rằng là cái chỗ đó là cái vùng gọi là cái gì, cái lợi ích cốt lõi. Lợi ích cốt lõi anh thì sao lại anh bỏ lợi ích cốt lõi của anh ở bên nhà người khác được? Vâng ạ. Đây là nhà tôi, đây là sân nhà tôi, đây là đất nhà tôi. Thế mà anh thì bảo là lợi ích cốt lõi ở chỗ nhà tôi là thế nào? Thưa ông, nghĩa là cái vấn đề giàn khoan này thì đã được nhiều nước trên thế giới cũng như ở trong kiều bào ta với cả ở trong nước có những cái phản ứng khác nhau, có những cái phản ứng đồng lòng đối với cái việc mà phản ứng cái việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép vào vùng biển của Việt Nam ấy, thì theo ông là cái sự vi phạm của Trung Quốc ấy, đấy đã nói lên điều gì ạ? Cái sự vi phạm thì nó nói lên điều vi phạm thôi. Và phải nói thật ra mà nói, đây là một cái vi phạm chủ quyền một cách trắng trợn và nguy hiểm. Vâng ạ. Và rõ ràng là chúng ta, tôi nói rằng là một cái nhân loại tiến bộ ở trên thế giới này đấy, những người có trách nhiệm và lương tâm ở trên thế giới này đấy, không ai người ta có thể chấp nhận được một cái lối hành xử như là Trung Quốc đã làm vừa rồi. Anh đã vào đất của chúng tôi. Anh vào đất của chúng tôi mà anh lại còn dùng các cái biện pháp vũ lực, anh dùng những vòi rồng, như anh đâm vào tàu của chúng tôi, anh làm tất cả mọi cái thứ khác vào chúng tôi như vậy, thì phải nói thẳng rằng là đây là cái hành động mà có thể nói là chiếm đoạt về cái chủ quyền của chúng tôi một cách nghĩa là phải nói là bằng vũ lực và trái với lại các cái luật pháp quốc tế quy định, và chúng ta phải đấu tranh đến cùng. Hồi nãy ông có nói là cái bản đồ này ông đánh giá là một trong những cái bản đồ giá trị nhất mà ông đã có từng xem qua. Thế thì tổng chung tất cả những cái tư liệu có được đó, dù là có giá trị, thì theo ông từ những cái tư liệu có giá trị cho tới khi thực sự khẳng định được cái chủ quyền của Việt Nam trên những cái phần đất, phần biển đó, thì nó cần phải qua cái lộ trình như thế nào, những cái bước như thế nào, ông có thể tóm tắt không? Tôi với tư cách là một nhà khoa học nhé, thì chúng tôi căn cứ vào những cái chứng cứ khoa học, những cái bằng chứng khoa học, và chúng tôi cho rằng là cái đó nó phản ánh, nó thể hiện một cách rất rõ cái chủ quyền của chúng ta. Và với chúng tôi, khoa học như vậy là chúng tôi đã làm với hết cái trách nhiệm của mình. Vâng ạ. Thế còn ấy, các cái cơ quan về đàm phán, cơ quan về ngoại giao, hoặc là các cái chuyên gia về luật pháp, hoặc là những cái người mà có cái trách nhiệm khác, thì mỗi người phải trên cơ sở, có thể nói đây là một cái chứng cứ quan trọng nhất, một cái cơ sở quan trọng nhất để chúng ta triển khai những cái công việc khác mà nó có thể gọi là gì, góp phần để mà trong cái cuộc đấu tranh để đòi lại chủ quyền, giành lại cái chủ quyền ấy một cách nó hiệu quả nhất. Đấy. Chứ còn bây giờ thì về phía các nhà khoa học ấy, thì chúng tôi phải tìm mọi cách để đấy, tức là trên cơ sở có những cái tư liệu như này đấy, thì chúng tôi phải chứng minh cho tất cả mọi người biết. Đấy. Thế thì còn cái cụ thể như thế nào thì các cái cơ quan khác có trách nhiệm thì người ta lại phải làm tiếp thôi. Thưa ông, đây có phải là một cái chứng cứ quan trọng để nếu mình đưa ra tòa án quốc tế thì đây sẽ là một chứng cứ quan trọng cho Việt Nam mình cùng với cảm rất nhiều. Tôi xin nói là thế này, chứng cứ thì có rất nhiều chứng cứ, và phải nói là và đã là chứng cứ thì cái nào cũng quan trọng cả. Đó, Hoàng ạ. Thế nhưng mà chứng cứ đấy thì chúng ta phải có cái cách nào đó là phải tổng hợp lại. Và khi mà các cái chứng cứ đấy là được đặt cạnh bên nhau, tổng hợp lại thì nó tạo thành ra một cái nguồn sức mạnh. Mà đây cái nguồn sức mạnh là gì? Cái nguồn sức mạnh là chân lý. Nó là chân lý. Cái đất này đấy là đất của tổ tiên chúng tôi. Cái chỗ này đấy là cái chỗ mà tổ tiên chúng tôi đã đổ xương đổ máu để mà khẳng định và thực thi cái chủ quyền của chúng tôi. Thì chúng tôi phải đòi lại bằng được. Phi Lực Tân đã từng sử dụng cái giải pháp là kiện ra tòa án quốc tế. Do vậy là có nhiều cái cách nghĩ khác nhau về cái việc Việt Nam có nên kiện hay không. Theo ông, trong tư cách của một nhà nghiên cứu thì ý kiến riêng của ông là như thế nào trong cái vấn đề đó? Tôi có thể nói ngay là trước đây đấy, có thể vì lý do này lý do khác, chúng ta chưa nghĩ đến cái chuyện là hay là chúng ta chưa tính là kiện ra tòa án quốc tế. Nhưng mà tôi nói là cái việc mà bây giờ ông đã hạ giàn khoan như vậy ở trên lãnh thổ của chúng tôi, như vậy tất cả mọi thứ như vậy, tôi nói là không có lý do gì đâu không kiện cả. Và có thể nói là kiện đến cùng. Đó, kiện đến cùng. Và tôi tin rằng đấy là cái thời đại ngày nay đấy, cái thời đại văn minh ấy, thì cái luật pháp quốc tế sẽ là cái trọng tài đấy để mà giải quyết những cái vấn đề còn đang vướng mắc ở trên biển như thế này. Thưa ông, có thể cho biết là cái tính chất của cái cuộc, có nghĩa là cái xâm phạm chủ quyền lần này của Trung Quốc thì có khác gì so với những lần khác, lần trước mà Trung Quốc đã từng thực hiện ạ? Tôi cho là vô cùng nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Cái chuyện mà hạ giàn khoan ấy, ở cái vị trí như vậy đấy, phải nói rằng là cái chuyện chiếm Hoàng Sa của chúng ta đã là cái chuyện mà có thể nói rằng là đây là một cái chúng ta đã để mất Hoàng Sa. Rất tiếc là cái lúc đó là cái lúc mà cái thời kỳ chính quyền Sài Gòn còn đang yếu, và trước cái lúc tàn tạ như vậy đấy thì họ cũng không có khả năng để mà chống đỡ, thì cái đó nó cũng có cái lý do của nó. Nhưng mà bây giờ trong cái điều kiện như thế này, nhất là trong cái lúc mà cả cái thế giới này đang phát triển và hội nhập như thế này, trong cái lúc mà có thể nói rằng là chúng ta và Trung Quốc, phải nói là Việt Nam chúng ta là tìm mọi cách ấy, để mà làm thế nào đấy để giữ vững được cái ổn định, cái hòa bình ở trên biển. Và cái này đấy thì không chỉ là cái nguyện vọng, không chỉ là cái yêu cầu của cái đất nước chúng ta đâu, mà là gì, là cái chung của toàn thế giới. Phải nói rằng là cái khu vực này là cái nơi mà cái mối quan hệ giao thương trên biển, cái đường giao thông trên biển, tất cả mọi thứ trên biển, có thể nói đây là một trong những cái trung tâm nhộn nhịp và lại nhất thế giới. Thế mà bây giờ đấy ông hạ một cái giàn khoan như vậy, ông cắm ở đấy, thực tế là gì? Thực tế là họ muốn thông qua đó đấy, để muốn kiểm soát muốn kiểm soát, để muốn khẳng định cái chủ quyền của họ ở chỗ đó. Và đấy chính là một cái bàn đạp đấy để họ tiếp tục tiến sâu để thực hiện cái mưu đồ đấy, là biến cái đường lưỡi bò đấy thành sự thật, thành cái sự thật. Cho nên tôi cho rằng đây là một cái hành động vô cùng nguy hiểm, và nếu không chặn đứng lại được thì chúng ta sẽ bị mất toàn bộ cái khu Biển Đông. Theo ông thì ông vừa mới nói là nếu không chặn được thì rất là nguy hiểm như vậy đó. Hiện nay thì Việt Nam vẫn muốn giải quyết theo cái giải pháp hòa bình. Theo ông thì tới tình trạng như thế này rồi thì cái giải pháp nào là tốt nhất để mà có thể giải quyết vấn đề một cách thực tế, thưa ông? Tôi xin nói rằng là chúng ta phải tìm mọi biện pháp. Và cái biện pháp nào đấy là có hiệu quả nhất, nhưng mà cũng phải nói gì thì nói đấy. Chứ vẫn là phải căn bản đấy là phải dựa trên cái nguyên tắc là tôn trọng và thực hiện đầy đủ theo cái công ước quốc tế về luật biển năm 82. Cái đó là chúng ta, cả Trung Quốc cũng đã ký, và Việt Nam chúng ta cũng đã nhân dân như vậy. Thì cái biện pháp đấy là biện pháp hòa bình, biện pháp ngoại giao, và cái biện pháp đấy là tôi nghĩ rằng là như anh vừa mới nói đó, nếu như trong cái điều kiện mà như vậy đấy thì chúng ta phải kiện với ra quốc tế, ra các cái tòa án quốc tế, và phải nói rằng là tôi cho rằng là đó phải là những cái biện pháp cơ bản. Thế chứ còn bây giờ đấy mà nếu như mà chúng ta lại không tỉnh táo mà chúng ta có được những các cái ứng xử mà nó có thể gây nên những các cái phức tạp thêm, thì tôi nghĩ rằng là cái đó có lẽ là đây là thuộc về vấn đề chiến lược. Cho nên có lẽ là các cái nhà chiến lược sẽ phải có những cái tính toán đầy đủ. Chứ còn tôi nói là cái tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng hôm qua là một tuyên bố rất rõ ràng, đó là cái quyết tâm đến cùng để chúng ta bảo vệ cái chủ quyền của chúng ta ở trên Biển Đông như vậy. Thế nhưng mà Thủ tướng thì cũng vẫn tính cái chuyện là tìm một cái biện pháp nào đó nó hợp lý nhất, nó hiệu quả nhất, mà phải nói rằng là nó không tốn xương máu. Và đối với đất nước thì cái đó nó phải là đưa lên cái hàng đầu. Xin tiếp nối cái câu liên quan tới vấn đề kiện. Thì vấn đề kiện có những cái cách suy nghĩ bi quan, cho rằng là nếu mà kiện thì cũng làm sao có thể thắng được, mà nếu có thắng được thì đâu là cơ quan có thể chế tài được cái điều đó. Ông nghĩ sao ạ? Tôi thì tôi nghĩ khác. Tôi nghĩ rằng là tất nhiên là thế giới thì nó cũng có những cái lúc này lúc kia nó cũng lộn xộn, nó cũng phức tạp, nó cũng lộn xộn. Nhưng mà có thể nói là trên căn bản mà nói là thế giới đang phát triển theo cái chiều hướng là thế giới văn minh. Mà cái văn minh ấy là gì? Phải nói gì thì nói, chứ văn minh là phải dựa trên những các cái quy định của luật pháp quốc tế. Không phải là anh cứ mạnh là anh cứ mạnh là anh muốn làm gì thì làm đó. Mà đấy, cái hành động đấy lại là cái hành động không văn minh. Hành động đấy lại là hành động của các anh dã man, là man dợ. Mà chúng ta là gì? Lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thay cường bạo. Chúng ta tin rằng đấy cái sức mạnh của chính nghĩa, cái sức mạnh của văn minh sẽ thắng. Xin cảm ơn giáo sư ạ.